Từ 4 đến 6 tháng trở lên, chỉ dùng sữa sẽ không đủ dinh dưỡng cho trẻ. Và những thức ăn dầm nấu tại nhà lại không đủ 5 nhóm dinh dưỡng cần thiết. Nên chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn dùng bột ngũ cốc Nestle. Với khoa học tiên tiến của Nestle, chỉ trộn bột vào nước ấm, bé sẽ nhận đủ 5 nhóm dinh dưỡng từ mỗi muỗng ăn dầm, dành cho trẻ từ 4 đến 6 tháng trở lên. Những gì trẻ nhận hôm nay sẽ quyết định tương lai của trẻ về sau. Một dinh dưỡng ngũ cốc Nestle.